nhiều dự án bất động sản tại Đồng Nai sẽ bị thanh tra. Ngày 23 tháng 11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Đồng Nai. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 3145/QĐ-BTNMT về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Đồng Nai. Và tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 23 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn đã công bố quyết định trên. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và 10 doanh nghiệp, thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với 3 địa phương cấp huyện gồm thành phố Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch. Quá trình thanh tra sẽ có các nội dung gồm công tác ban hành văn bản theo thẩm quyền, thực hiện các cuộc thanh tra, quản lý sử dụng đất đai, đo đạc và bản đồ, chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. Thời gian đoàn thanh tra làm việc là 30 ngày. Từ nay đến cuối tháng 12, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thanh tra đối với 10 tổ chức có dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, có 4 dự án tại các huyện là Công ty Cổ phần Long Thành Riverside có dự án tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Quang Vinh có dự án tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch. Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có dự án tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Và Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An có dự án tại xã Long Đức, huyện Long Thành. Có 6 dự án tại thành phố Biên Hòa là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Phước Thái có dự án tại phường Tam Phước, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Long Hưng Phát có dự án tại xã Long Hưng. Công ty Cổ phần Sao Dình Golden Land có dự án tại xã Long Hưng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc Thành Nhân có dự án tại phường Tam Phước, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bất động sản Gia Đức có dự án tại phường Tam Phước và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát có dự án tại phường Tam Phước. Theo bà Nguyễn Thị Phương Hoa, việc thanh tra kiểm tra là hoạt động thường xuyên của Bộ để kịp thời chặn, sửa những sai lệch, từ đó giúp các địa phương, doanh nghiệp làm tốt hơn công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị bổ sung các hồ sơ liên quan đến đất đai để phục vụ cho công tác thanh tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại tỉnh này. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo bằng văn bản và chuẩn bị tài liệu liên quan tới các khu đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển nhượng nhà đất để làm dự án, giai đoạn từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2021. Ngoài ra, thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh báo cáo, chuẩn bị tài liệu liên quan về công tác tách thửa đất, có lập phương án hình thành đường giao thông theo các quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản Long Thành, Nhân Trạch để anh chị kịp thời nắm bắt. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé. Nếu cần thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến thị trường Nhân Trạch, hãy gọi ngay cho chúng tôi, Công ty Địa ốc Thuận Lộc, chuyên đất Nhân Trạch giá rẻ đầu tư, hotline 0949 475 399 hoặc 0902 94 95 90. Địa ốc Thuận Lộc, đồng hành cùng phát triển.